we pray for better days. Như em cũng trị mụn cho nó hết rồi bạn. Động tiên nhìn phê quá chị. Hồng Nhung nhìn thấy mê quá. Mê gì người ta bị người ta đâu chết. Sáng giờ không được nghỉ luôn á cả nhà. Cái lưng nó muốn gãy ra làm đôi. Ghim nó đang xen với mụn già. Hả? Dưới đó chứ đâu. Không, ta kêu tụi mày ăn no là có lý do đó. Tao biết nghe con tâm cấp. Ăn sợ viêm mình coi nha. Đó, những cái mụn mà nó viêm như vậy thì nó sẽ để rỗ nè. Đó, chứ không phải là do mình đâm cái dao cho nó rỗ mà nó đã bị ăn thủng màng đáy ở dưới rồi. Khi mình lấy hết máu mụn nó sẽ hỏng. Còn để nữa con bé còn chết nữa. Tới tối nữa về mở like lên coi nha Duyên. Coi nó dễ. Đau hả con? Đáng lên nha. Thank you.
gái bị mụn nhìn tội quá, mà cô ta chị hẳn chỉ có đẹp dần lên. Nấu bóng che cho em. Nó viêm hết lên luôn. Sâu chưa? Thank you.
mà hàng không đụng vô nó cũng tự vỡ hết rồi. Kim cường lên coi, xe không? Xong cho nó hết. Chừng sau hết chừng. Beo hả? Hút xong thank you.
nước muối lau nha, thăm hết da. Trong cái thành phần thuốc bôi nó có kháng viêm rồi. Giờ này mới đi học về hả?